Trước khi chúng ta bắt đầu video thì mình xin phép các bạn một chút. Các bạn có thể nhấn vào phần một kênh trên kênh của mình. Ở đây sẽ hiện ra kênh phụ của mình là nơi các bạn có thể xem thêm video về Run City. Và đặc biệt ở bên dưới là kênh của bé Truy, một cô gái thân thiện và rất dễ thương, cũng làm về Run City và các tựa game khác. Các bạn có thể xem video, like, đăng ký kênh, ủng hộ cho bé Truy nhé. Link của kênh mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là trong series Run City. Và xin chúc các bạn một ngày tốt lành và niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau là đến với lại một tin rất là hot và rất là nóng hổi trong gọi là thời gian gần đây. Đó chính là một số bạn ở trên mạng, trên TikTok, trên Facebook đã có thể là tìm ra cách để mà nhận được một cái chúng ta gọi là Device of Habitat các bạn. Thì các bạn ấy có làm những video và hướng dẫn cho những bạn khác, đó là những video ngắn thôi. Thì cũng có rất là nhiều bạn ở trên Facebook chúng ta đã thực hiện thành công và chúng ta đã lấy sớm được một cái môi trường sắp tới mà được tặng free, đó chính là Device of Habitat. Và một bạn cũng đã có gọi là nhắn tin và nói với mình, đó là bạn Đạt Trần nha các bạn. Cũng xin cảm ơn bạn đó và nói chung thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện theo các bước để mà chúng ta có thể là lấy sớm được môi trường là Device of Habitat nha các bạn. Thì mình cũng sẽ là thực hiện, đây là lần đầu luôn. Nói chung thì mình cũng đã gọi là nghe qua và xem qua hướng dẫn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện giống như mình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thoát game Run City đi. Nói chung là nếu bạn nào chúng ta đang ở trong game thì chúng ta cứ thoát ra đi. Đấy, thì chắc là mình sẽ thoát luôn các bạn. Thì lát nữa là chúng ta sẽ đăng nhập vào lại. Nói chung thì chúng ta sẽ dùng bằng cách là phát IP sang nước khác, đó chính là nước Philippines nha các bạn. Chính vì vậy chúng ta cần phải tải thêm một cái phần mềm hỗ trợ trên Subplay. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong Run City và các bạn xem thử là các bạn đã cập nhật tựa game Run City chưa. Nếu như gọi là chưa thì chúng ta hãy nhấn cập nhật nha. Còn nếu như đã cập nhật rồi nhưng mình thì thôi, chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn tìm cho mình ứng dụng có tên là Philippines VPN bằng cách các bạn cứ gõ là Philippines VPN giống như mình. Thì đây các bạn, thì chúng ta sẽ có thể là ra rất là nhiều những cái, nói chung là ứng dụng. Nhưng các bạn hãy chọn ứng dụng này cho mình. Đây là ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng để mà có thể thực hiện trong phi vụ lần này các bạn. Đó là Philippines VPN Free và High Speed. Đó, chúng ta sẽ cài đặt ứng dụng này vào trong máy. Nói chung thì mình thấy là hướng dẫn bằng ứng dụng này, cho nên mình cũng sẽ tải về luôn. Chứ còn mình thì cũng có một vài ứng dụng là FastIP rồi. Nhưng mình sẽ chọn là FastIP sang Philippines nha các bạn. Tại vì hiện tại là ở bên server Philippines thì đang có là nhận được. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng luôn là ứng dụng này. Bây giờ thì các bạn chỉ việc chúng ta sẽ mở ứng dụng này lên. Giống như mình cũng đã hướng dẫn về nhiều cái ứng dụng ở VPN khác rồi phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ chờ. Rồi, Start VPN nào. Ta sẽ bắt đầu để mà sử dụng cái ứng dụng VPN này. Có quảng cáo Gunny nè. Hay quá. Đây là giao diện của cái là ứng dụng này các bạn. Chúng ta sẽ ở giữa thì chúng ta sẽ nhấn vào để mà chọn quốc gia. Thì mình nghĩ đây là ứng dụng ở Philippines cho nên mình sẽ chọn quốc gia là Philippines nha các bạn. Nói chung chúng ta sẽ kéo và tìm một lượt nè. Ok, có rất là nhiều nước chúng ta phát bi sang nhưng mà mình đang tìm nước là Philippines. Đây rồi các bạn. Ok, chúng ta sẽ nhấn ok nha. Rồi, lại có quảng cáo là Gunny. Và hiện tại thì các bạn có thể thấy được là chúng ta đã connected. Ở đây thì các bạn có thể là để ý ở trên màn hình của mình, ở phía trên chúng ta có dấu hiệu là VPN, hoặc nhiều bạn thì chúng ta sẽ có hình chìa khóa. Và chúng ta sẽ có những cái dòng lưu lượng cũng như là cái biểu tượng mà connecting đấy. Ví dụ chúng ta sẽ vào game Run City như bình thường thôi các bạn. Hiện tại thì chúng ta đã phát IP sang nước Philippines rồi nha. Để mà mình vào xem coi chúng ta có nhận được là cái môi trường mới hay không. Nói chung thì mình nghĩ đây là việc mà chúng ta có thể là nhận sớm được. Chứ mà trước sau gì thì chắc là những cái server khác cũng sẽ bắt đầu là tặng cái Device of Habitat thôi. Ok. Và như các bạn thấy thì ở trên màn hình của chúng ta đang là Device of Habitat. Một cái môi trường gọi là đang gọi là hot 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 và mới nhất. Rất là nhiều bạn đã gọi là thực hiện cách này để mà chúng ta nhận được cái môi trường này một cách là free. Thì nhận sớm các bạn, mình nghĩ là như vậy. Tại vì trên kiểu như là bản beta vậy đó. Cũng có rất là nhiều người nước ngoài đã thực hiện cách này để mà chúng ta nhận Device of Habitat nha. Giờ thì chúng ta sẽ nhận và mình sẽ review về cái Habitat này, xem có gì là mới lạ, có gì hot không nha các bạn.
Nghe đồn là có thể là sản xuất luôn là ốc của rồng đó các bạn. Quá là ngon không nào? Bây giờ thì mình sẽ dọn chỗ tí xíu. À, chúng ta có chỗ rồi nè. Mình sẽ bấm vào Habitat nha. Uầy, chúng ta chỉ có chữ là view thôi, chứ chúng ta là không có bán được nha các bạn. Hiện tại thì môi trường này có một cái màu xanh là màu xanh lá. Có gì nữa các bạn? Hình như là có biểu tượng ốc. Wow, khi mà chúng ta nhấn vào thì mình có ở đây là năm ốc Harith, là Virago đó các bạn, nữ hoàng Virago. Rồi chúng ta có thêm là ốc 10 ốc Abyss nè, và năm ốc là ốc C các bạn. Có lẽ đây là quà tặng lần đầu khi mà chúng ta bập vào môi trường. Ui, sao môi trường của mình là biến thành là có màu màu sẫm lại đó các bạn. Chúng ta muốn nâng lên thì chúng ta phải sử dụng là đá này, là đá Divine đây. Nói chung là đá này chắc là có trong sổ Divine Pass đó các bạn. Môi trường này thì chúng ta có thể là sản xuất được tối đa là 350. Ôi, có quảng cáo này, 350k các bạn. Là đang cấp 2 đấy. Còn chúng ta nâng lên cấp 2 thì chúng ta sẽ sản xuất được là 300k vàng. Lượng rồng thì cũng là 6, bên kia cũng là 6. Vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ ngang bằng về việc là số lượng chú rồng mà chúng ta có thể để vào. Còn lượng vàng thì bên môi trường cầu vồng chúng ta vẫn nhỉnh hơn một xíu các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho thử chú rồng này vào trong môi trường Divide Orb Habitat xem có gì thú vị với các bạn. Ok, thì chú rồng chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường và sản xuất vàng bình thường. Ui các bạn, chỗ thông tin của cái Divide Orb Habitat này thì chúng ta có một dòng trạng thái là Not Active. Hình như là nó chưa có gọi là được hoạt động các bạn. Đây là Orb Product Orb, có nghĩa là chế độ sản xuất Orb của cái môi trường này chúng ta đang tắt, và chúng ta muốn là Activate thì chúng ta phải unlock. Unlock là unlock Divide Pass các bạn. Vậy thì rất có thể là như mình phỏng đoán chính là cái môi trường này đó các bạn. Thì chúng ta muốn mà có thể là hoạt động được công việc là sản xuất Orb thì chúng ta phải gọi là mở Divide Pass, mà Divide Pass thì mỗi lần ta có thì chắc khoảng tầm là trong vòng 1 tháng. Thì rất là như vậy các bạn. Môi trường này kiểu như là một cái lợi ích khi mà chúng ta mở cái Divide Pass đó các bạn. Ở đây chúng ta có một dòng ghi chú là Get Orb. Chúng ta có thể là nhận được những cái Orb của những chú rồng khác nhau, với những cái cơ hội nhận được là Orb của chú rồng mà chúng ta đặt ở trong cái môi trường này luôn các bạn. Wow, vậy có nghĩa là nếu như chúng ta đang có gọi là hoạt động của cái Orb của cái môi trường này, Divide Orb Habitat mà chúng ta đặt vào cái chú rồng trong đây, thì chúng ta sẽ có gọi là cơ hội nhận được Orb của chú rồng đó luôn các bạn. Ví dụ như mình có thể là cho những rồng quý giá như là Blood God hay là những rồng nào đó mà ngon ngon chúng ta lấy óp thì quá là tuyệt vời không nào. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có một số dòng mô tả đây các bạn. Thì đây là một cái môi trường gọi là độc quyền đến từ Divine các bạn, như là Vương quốc Thần Thánh đó. Thì môi trường này sẽ là một môi trường đặc biệt, bởi vì nó có thể là sản xuất ra óp khi mà chúng ta, ôi, gọi là Brainium, là một cái phiên bản cao cấp chúng ta phải mua bằng tiền đó các bạn. Divide Pass thì nó sẽ hoạt động đó, activity đó. Dragon on element can be play inside, có nghĩa là tất cả những cái chú rồng thuộc những hệ khác nhau thì có thể là đặt ở trong môi trường này. Phải nói tóm lại là cái môi trường này là một cái môi trường nói chung là thuộc về bên là Divide Pass, mà chúng ta muốn phát huy công dụng đặc biệt của nó thì chúng ta phải gọi là mở bát, là bát là bát xịn các bạn, thì nó mới hoạt động là sản xuất óp cho chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng nó giống như là môi trường cầu vồng để mà chúng ta có thể là đạt được tất cả những chú rồng của các hệ khác nhau các bạn. Nhưng mà ở đây thì có lẽ là sẽ không bằng môi trường cầu vồng ở chỗ là Mass Good. Còn về chỗ của những chú rồng thì không biết là khi chúng ta nâng cấp lên là có bằng bên kia hay không. Nhưng mà nói chung thì nếu như môi trường này mà chúng ta không có mở bát thì nó cũng kiểu kiểu như là môi trường cầu vồng vậy đó. Và môi trường cầu vồng thì nó sẽ nhỉnh hơn một xíu. Nhưng môi trường này thì thiết kế ngoại hình cũng rất là đẹp đó các bạn. Ok, nói chung là có của free còn hơn không phải không? Thì có môi trường này chúng ta cũng có thể là sản xuất vàng cũng gọi là kha khá rồi. Và đạt được nhiều chú rồng khác hệ vào đây thì đó là mục tiêu của chúng ta rồi. Chứ còn mà Divide Pass thì mình thì chơi cày chay không nạp không hách thì không có ý định là mở Divide Pass đó các bạn. Ok, và chúng ta sẽ qua bên Nixari của mình, bởi hiện tại chúng ta đang gọi là đăng nhập, đang phát EP sang nước Philippines, cho nên nếu như chúng ta đăng nhập
bằng Nixary thì chắc chúng ta cũng sẽ là nhận được môi trường Habitat này thôi. Đó, thì mình cũng đã nhận xong là Divide Orb Habitat ở bên là Nixary nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt ra để xem là những cái orb mà ban đầu chúng ta được tặng ý là có phải là giống nhau không hay là khác nhau không các bạn. Đây, thì ở đây mình đã có là ba môi trường cầu vồng rồi. Quá là đã luôn, ta mới đến xong môi trường cầu vồng mà giờ lại thu nạp thêm một cái môi trường mới. Đó, nó có màu xanh các bạn, nó có màu xanh ý. À, mình hiểu rồi. Lúc mà nó có màu xanh nghĩa là nó đang có orb để chúng ta nhấn vào. Thì có là lần đầu tiên chúng ta sẽ có nè. Rồi, thì orb khác nhau ý các bạn. Ở bên đây thì chúng ta có 5 orb Hellrich nhưng mà là Hellrich khác. Ok, mình sẽ cho chú rồng nào đó qua đây nè. À, mình sẽ cho là binh đoàn dễ thương, rồng dễ thương của mình qua nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho là bé Karem đáng yêu nè. Nói chung là mình cũng có dự định là để cho mấy bé đó qua một cái môi trường là rộng rãi hơn rồi, là sản xuất nhiều vàng hơn luôn. Tiếp theo là bé heo gummy. Và đá mà để chúng ta nâng cấp cho môi trường này thì mình nghĩ nó sẽ lấy ở trong Divide Bud như vậy. Mà cụ thể là không biết là Free có lấy được hay không. Chúng ta phải chờ những cái Divide Bud sau này rồi. Vì nói chung thì chúng ta cũng đang được là trải nghiệm trước, nó kiểu là bản beta đó các bạn. Còn mình nghĩ từ từ, à, đúng rồi. Trong môi trường này hiện tại chúng ta chỉ mới có thể là chứa được có 4 chú rồng thôi. Và nó cũng là đây các bạn, không hoạt động. Ta muốn hoạt động là phải unlock bát này. Mà nếu như các bạn có muốn là hoạt động, muốn unlock bát thì các bạn cũng nên chờ là một cái bát mới và có nhiều thời gian. Thì khi đó ta sẽ có thể là lời hơn. Nhưng mà mình nghĩ là ốp sản xuất trong đây vẫn chưa biết là sản xuất như thế nào, nhiều ít hay là có những cái tác dụng cụ thể ra sao đó các bạn. Cho nên chúng ta cũng nên là tìm hiểu kỹ trước khi là chúng ta muốn là chung là trải nghiệm tất cả những tính năng của nó. Còn riêng mình thì ta lấy về giống như là một cái môi trường thêm rồi đó, ta để vào đây kiểu giống như là một môi trường Rainbow, nhưng mà Rainbow này là loại khác, loại có thể là thiết kế cũng đẹp nhưng mà vàng thì ít hơn. Và về việc nâng cấp thì chưa biết là có khó hơn hay là dễ hơn gì không thì chưa biết các bạn, nhưng mà trước mắt chúng ta cứ lấy cái đã rồi. Và có lẽ thì mình cũng sẽ là qua bên hai nick nữa để mà chúng ta xem là ở đó sẽ gồm có những gì ở trong cái habitat chúng ta nha. Các bạn chờ mình một xíu nè. Rồi, ok, và mình đã qua nick của bé Truy và mình cũng đã lấy cho bé Truy một cái là Divide Orb Habitat, bởi vì bé Truy nói chung là không thích mấy cái việc mà phát EP cho lắm. Hồi trước thì mình có chỉ bé Truy là phát EP để mà chúng ta vào những cái lỗi mà 69%. Nhưng mà kỳ lạ thay nhân phẩm của bé Truy như thế nào đó mà gọi là chơi lâu lắm rồi mình mới bảo, gọi là mình mới phát hiện ra là bé Truy bảo là bữa giờ là em không có phát EP mà vẫn vào game được. Quay wow. Nói chung cũng là nhân phẩm lắm luôn các bạn. Ok, mình sẽ để môi trường nó ở đây nha. Và orb của chúng ta, ôi, bắt đầu đã xuất hiện là orb Legend rồi các bạn. Tới tận là 20 orb luôn. Mà orb này không biết là của orb Legend gì đây. Chúng ta sẽ cùng nhau xem thử các bạn. Wow, vậy ra đây là một chú rồng sát thủ các bạn, là Sikon Dragon với hệ cũng khá là uổng áp, nhưng mà nói chung là lấy cho vui thôi chứ mà cũng không có sử dụng các bạn, có 20 op thôi mà. Rồi, ok, thì mình có lẽ mình sẽ để cho một chú rồng nào đỏ vào đây. Bé heo nha. Bé heo thì có duyên một cách lạ lùng đó các bạn. Đó, mình sẽ đặt trong đây, nếu mà bé Truy vào chúng ta chắc cũng sẽ ngạc nhiên lắm. Chúng mình sẽ thông báo cho bé Truy, và bé Truy thì chúng ta đã nâng cho chú rồng Let's Go lên 2 sao rồi nha. Ở đây thì chúng ta vẫn còn là chú rồng Abo có thể là nâng lên 1 sao này, nhưng mà chúng ta chưa có phân tách thì mình cũng sẽ phân tách giúp cho bé Truy đó các bạn. Có lẽ mình sẽ chọn level là tầm 21, bởi vì đối với lại những chú rồng này thì chúng ta có thể là lai ra được, mà nếu sử dụng 30 ở level 30 trong thời điểm hiện tại thì có lẽ sẽ tốn nhiều trái cây. Cho nên chúng ta cứ 21 mà tiến tới đó các bạn. Như là những chú rồng Plus God mà phân tách ra thì mình đều là ưu tiên sử dụng level 30 vì những cái orb đó rất là trân quý. Còn riêng chú rồng này thì chúng ta có thể lai ra được thôi, chúng ta sẽ cho là level 21 và sản xuất ra được là khoảng tầm là 80 mảnh, thì đó cũng là một cái con số đẹp trời để mà chúng ta có thể là thực hiện quá trình nâng sao của chúng ta nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ qua nick chính của mình nha các bạn. Nói chung thì nick chính của chúng ta cũng gọi là sẽ tham gia vào trong quá trình chúng ta lấy môi trường mới, kể cả là nick mới lập của mình nè, rồi nick của đệ tử mình nữa. Nói chung là dư âm của tiệc sinh nhật vẫn còn đó, cho nên chúng ta sẽ giúp cho đệ tử của mình lấy luôn nha các bạn. Thì trong video thì có lẽ mình sẽ lấy tới đây thôi, còn lại mình sẽ lấy sau.
Và đây chúng ta cũng sẽ là có những cái phần rồi, ok các bạn, một cái device off. Nhưng mà bên đây thì hình như là chúng ta chật chỗ rồi, mình không tìm ra chỗ để chúng ta đặt. Nói chung là môi trường cầu vồng cũng vậy các bạn. Đấy, chỗ đây thì khá là nhiều, nhưng mà gọi là chúng ta đều xây rất là nhiều cái habitat rồi, không lẽ chúng ta phải mở hòn đảo mới nhỉ? Nhưng mà nếu mở hòn đảo thì chúng ta nên chờ có sự kiện giảm giá, chứ không là nó cũng chát lắm đó các bạn. Rồi, chúng ta phải tìm thôi. Có lẽ là mình sẽ tìm được một chỗ thích hợp bên đây chăng? À đấy rồi các bạn, có một cái môi trường này mà chúng ta vẫn chưa có đặt chú rồng nào ra hết, thì mình sẽ cắt môi trường này vào kho trước đã nha. Rồi mình sẽ đi xem là môi trường này chúng ta sẽ có gì đây. Wow, chúng ta cũng là 5 orb Hybrid thôi các bạn. Nhưng mà đây là orb Hybrid là thời gian mà. Thôi cũng được các bạn, nói chung là một cái gì đó mà mở mang cho chúng ta những cái mảnh ốc này. Và chúc các bạn là thành công nhé. Video chúng ta đến là hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.